từ bỏ vị trí giám đốc một công ty xuất khẩu nội thất ở Pháp, Yan Lerval trở thành nhiếp ảnh gia tự do ở Việt Nam. Với anh, làm nhiếp ảnh chính là bắt đầu cuộc sống thứ hai, là hiện thực hóa giấc mơ một thời thơ ấu. Trong 8 năm làm kinh doanh với các bạn hàng ở Việt Nam, Yan Lerval dành phần lớn thời gian cho công việc bận rộn của một doanh nhân. Để rồi 8 năm đi đi về về giữa Pháp và Việt Nam, không biết từ lúc nào anh lại có nhiều cảm tình với mảnh đất này đến vậy. First time I went to Vietnam was in December 2000, so 12 years ago. And at that time I was running a business importing furniture from Indonesia and India, and I was selling in a store in France. I had a store and I was wholesaling also, making wholesale and retail selling. And so I was going already to Indonesia and India, and I was just looking for new places to go to find new products to develop my line. And I thought that Vietnam could be interesting to visit, and because I heard that a lot of handicraft in Vietnam. When I was traveling, I met people who already been to Vietnam. And finally, I always like to come to Vietnam because it's a great country, and it's really relaxing to come here. It's not easy for business, but it's really relaxing to come here compared to other countries. So it was, for me, it was a little bit vacation when I was coming here, even if I was in Saigon and never visiting so much. But it was really a nice place that I enjoy a lot. So as soon as I could, I was always coming back. Quyết định từ bỏ công việc và trở thành nhiếp ảnh gia, Yan bắt đầu rong ruổi từ những vùng sâu vùng xa của Việt Nam, gặp gỡ, chụp ảnh những người dân quê chân chất và thân thiện nơi đây. Đối với anh, Việt Nam luôn có nhiều điều thú vị để bắt máy. Chỉ trong 6 tháng đầu làm nhiếp ảnh tự do, Yan đã hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam nhiều hơn cả khoảng thời gian 8 năm anh làm giám đốc. My photography is my hobby since a very small boy, and when my mother she bought me my first camera for my birthday, I was really small, like maybe 6 or 7 years old, and since then I always have my camera with me, taking pictures of my sister, of my parents, of my rabbit, of whoever was living in my house and whatever was moving in front of me. And I always like to do that, and since then I always took a lot of pictures of everything, of course for my family, but everything. I always like to have a camera. And when I sold my company, I just wanted to go on a book project with photo without thinking that I could make a job out of it. But I just wanted to take some time off and get this project, this photography book. And then, you know, from time to time, pictures were getting interesting and things even were happening. And I just thought, you know, that would be the good thing to try. Có thể dễ dàng nhận ra, trong hầu hết những tác phẩm của anh, trẻ em luôn là đề tài chính được nhắc đến nhiều nhất. Sự thân thiện, cởi mở của những người dân bình dị nơi đây khiến anh thực sự cảm thấy thoải mái. Bởi theo anh, chỉ cần nở một nụ cười, vui vẻ chào hỏi là đã có thể nói chuyện được với nhau. Tuy không cùng ngôn ngữ,
nhưng Jan đã nhẹ nhàng dùng cách chia sẻ của mình qua những bức ảnh để trò chuyện và kết nối được với mọi người. But you see, there was a connection just with laughing and shaking hands and motaiba and ciao An, things like this, just funny things. Everybody's laughing very quickly and sometimes I play stupid. I fake like I fall down or I fake like I hit my head against a tree, like. When I hit my hand against the tree, everybody's laughing immediately. So connection is automatically done. At the beginning, everybody is very shy, and at the end, everybody is just the best friend. It's always the same. So it's always very nice, and my feeling is always good because you only have, kids are always smiling and happy and laughing and playing and. Especially in the countryside, I mean, they're really easy, very easy. And just very surprised at the beginning because they don't really used to see a foreigner come in with a big camera and they don't really understand what is going on. But after a few minutes, everything got so easy, just like this. You know, at the end, you don't want to go away anymore. You want to stay. And you're always a little bit sad to leave, always. Vietnamese people are very friendly. Very, very gentle and very friendly, very open. They very easily open their door and welcome you in their place, in their house, in their life. They're very happy most of the time, very, very happy. And even if the beginning they just don't understand what is going on, but they always have a first impression is always positive and with a smile. Những nỗ lực của Jan để giao tiếp được với người dân ở đây càng khiến anh muốn đi nhiều và chụp được thật nhiều hơn nữa những khoảnh khắc rất đời thường trong cuộc sống, đặc biệt là của con trẻ, để anh có thể qua đó hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Sau mỗi chuyến đi, Jan nói rằng đó cũng là lúc anh cảm nhận rõ nét nhất những gì mà mình đã nhận được từ sự thân thiện chào đón của mọi người. It's always a good emotion. It's nice, but it's always nicer when it's after a while. Today I take the picture only this morning, so it's still very much in my mind. It's not so far away, but sometimes I look at pictures or I work on pictures that I take maybe a few months before. And then I remember the time, and then I have always very good memories and, share good time. But this morning was particularly nice. You know, the kids were really nice and take me out in the woods and by the river, by the river and take me out, talk to me and follow me, guide me through the woods. So that was really nice. So when I look at the pictures here, it's a good feeling. It will be a good memory. It was a very nice morning. Không dừng lại ở việc tự mình khám phá và tìm hiểu, Jan muốn chia sẻ những điều thú vị mà anh từng trải qua với chính những người bạn nước ngoài như anh, đam mê nhiếp ảnh và đang sinh sống ở Việt Nam, muốn tìm hiểu thêm về đất nước, con người nơi đây. Khi mở workshop, anh thường tổ chức những chuyến đi thực tế như thế này để giúp học viên có thể thực hành tốt hơn
và cũng là cơ hội để giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. I feel very happy to be able to know about that. So there are two feelings. First, I'm happy first to know about their life, about these people, what they're doing, and so that's very interesting because I am always interested in what everybody else is doing, especially like this. This is so different from what I can see in my country, and we don't have that kind of activity there. Sự thân thiện của những con người xa lạ chưa từng gặp mặt trước đây ở chợ Cần Giờ đã làm thay đổi cái nhìn của những người bạn nước ngoài về Việt Nam. Hàng ngày với quá nhiều sự lo toan bận rộn của công việc ở thành thị, dường như đã tạo cho họ cái nếp nghĩ cố hữu về những căng thẳng của cuộc sống. Thế nhưng về đây, điều duy nhất mà họ cảm nhận được lại là sự thân tình, dễ hòa đồng và thật giản dị ở cái vùng biển nhiều nắng gió này.